Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, rau củ Việt Nam xuất sang Đài Loan tăng rất mạnh. Trong những tháng đầu năm nay, rau củ Việt Nam nhập khẩu vào Đài Loan tăng mạnh. Việt Nam đang là nước cung cấp rau củ lớn nhất cho thị trường này. Theo Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương, thông tin từ Cơ quan Hải quan Đài Loan cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu rau củ vào Đài Loan đạt 45,18 nghìn tấn, trị giá là 45,1 triệu đô, tăng 37,1% về lượng và tăng 37,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Rau củ Việt Nam nhập khẩu vào Đài Loan tăng rất mạnh trong 2 tháng đầu năm, với 7,29 nghìn tấn, trị giá là 5,5 triệu đô, tăng 296,4% về lượng và tăng 197,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Với lượng nhập khẩu như trên, rau củ Việt Nam chiếm thị phần 16,1% trong tổng lượng rau củ nhập khẩu của Đài Loan. Việt Nam cũng là nước cung cấp rau củ lớn nhất cho Đài Loan trong 2 tháng đầu năm nay. Nhập khẩu hàng rau củ vào Đài Loan từ một số thị trường khác cũng tăng rất mạnh trong 2 tháng đầu năm 2021 như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Một số thông tin xin được chia sẻ đến tất cả quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.